Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày hội tháng 3 biên giới lần đầu tiên được tổ chức tại xã Nậm Chảy của tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của đoàn viên thanh niên cả nước hướng về nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc. Nghị lực vượt khó của một thanh niên dân tộc vùng cao Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Xe dù bến cóc vẫn tồn tại trên một số tuyến đường của thành phố Lào Cai. Trong phần tin quốc tế, quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc từ chức. Con sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền như con người. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình mà quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 18 tháng 3 năm 2017 tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Ngày hội tháng 3 biên giới. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Mường Khương, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng và nhân dân xã Nậm Chảy. Ngày hội tháng 3 biên giới lần thứ tư năm nay được tổ chức tại xã Nậm Chảy của tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của đoàn viên thanh niên cả nước hướng về nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc. Ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của đoàn, của hội và thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thông qua các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của đoàn, hội và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên thanh niên. Thông qua các hoạt động của tháng 3 biên giới, các bạn trẻ được thấy cái sự phát triển của đất nước, thấy được cái sự phát triển của các vùng quê, nhưng cũng thông qua đó các bạn trẻ cũng có dịp được hiểu thêm những cái khó khăn của đất nước và thông qua đó xác định được cái trách nhiệm của mình đối với bản thân, đối với gia đình, đối với sự phát triển của Tổ quốc của chúng ta. Và chúng tôi thấy rằng là thông qua các hoạt động tháng 3 biên giới trong những năm vừa qua thì các bạn thanh niên rất là nô nức, rất là phấn khởi được tham gia những chương trình này, được đi đến các cái vùng biên cương của Tổ quốc. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái hoạt động rất là thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào tháng 3 chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xã Nậm Chảy là xã biên giới khó khăn nhất của huyện Mường Khương. Mặc dù vậy, nhưng bà con nhân dân các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, sát cánh cùng với các chiến sĩ biên phòng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, phát triển kinh tế. Qua những cái chương trình như này, thì đây cũng là một cái công tác phải nói là tuyên truyền hết sức là sâu rộng để cho người dân nắm bắt được những cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là sau cái ngày hội như này thì tôi tin rằng người dân chúng tôi là cần phải giữ gìn, bảo vệ tốt hơn nữa, phối hợp tốt hơn nữa đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thưa quý vị đại biểu, khách quý. Tại ngày hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Nậm Chảy, tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và 10 kg gạo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tặng 400 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 13 suất học bổng, 2 máy lọc nước, 1 tấn gạo cho trường tiểu học và học sinh xã Nậm Chảy. Khánh thành công trình thanh niên sân chơi cho em và một số hoạt động an sinh xã hội khác. Những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và công tác an sinh xã hội nhân ngày hội tháng 3 biên giới sẽ được tổ chức đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 3 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương lần thứ 13 năm 2017. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với 293 cán bộ quản lý, giáo viên và 237 học sinh đại diện cho 21 trường chuyên trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Trại hè Hùng Vương là sân chơi trí tuệ của các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Trung du miền núi phía Bắc, được tổ chức hàng năm nhằm bồi dưỡng và phát triển năng lực cho giáo viên, học sinh các trường thành viên, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường thành viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện học sinh. Hội thảo tập trung thảo luận, nhận xét đánh giá về mục đích, ý nghĩa cũng như những kết quả đạt được của việc tổ chức trại hè.
đề ra những phương hướng nhiệm vụ giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của trại hè. Hội thảo cũng đã thống nhất những nội dung quan trọng chuẩn bị cho trại hè Hùng Vương năm 2017 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trong khuôn khổ hội thảo, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đã đề xuất và chủ động tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm, phát triển kỹ năng mềm cho các em học sinh. Đây là ý tưởng sáng tạo được các trường thành viên ủng hộ nhiệt tình. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao mục đích của trại hè Hùng Vương trong việc bồi dưỡng, phát triển năng lực cho giáo viên và học sinh của các trường thành viên. Đồng thời mong muốn thông qua các hoạt động của hội thảo, các thầy cô giáo, học sinh sẽ có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Ngày 18 tháng 3, Đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019. Những năm qua, Đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn xác định vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan đoàn cấp trên giao phó. Các đoàn viên luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tích cực, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu 100% đoàn viên xếp loại khá và xuất sắc, ít nhất mỗi năm có 3 đợt tình nguyện hướng về cơ sở, 100% đoàn viên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có kết nối liên thông văn bản điện tử, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động, công tác tình nguyện hướng về cơ sở. Đại hội đã bầu ban chấp hành đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Hưởng ứng tháng thanh niên, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng tại xã Sán Trải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Chiến dịch kỳ nghỉ hồng là chương trình tình nguyện với sự tham gia của đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức, thông qua hoạt động thực tế giúp đoàn viên thanh niên hiểu thêm, chia sẻ khó khăn với các xã trong xây dựng nông thôn mới, từ đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia vào hoạt động an sinh xã hội. Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh phối hợp với hội thầy thuốc trẻ tổ chức thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động thăm, tặng quà cho nhân dân và đặc biệt là tặng quà cho các em học sinh để góp phần cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của xã Sán Trải thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Tại lễ phát động, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã trao học bổng cho 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 200.000 đồng trên một suất, tặng 2.000 cuốn vở và chăn bông, bánh kẹo cho các trường học trên địa bàn. Đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng hỗ trợ 4 con lợn giống trị giá 5 triệu đồng cho 2 gia đình đoàn viên nghèo. Tiếp đó, các đoàn viên thanh niên đã ra quân đắp nền đường bê tông thôn Hòa Sử Pan, xã Sán Trải, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ dân trong xã. Bản thân tôi cũng như các đồng chí đoàn viên thanh niên hết sức tích cực tham gia những cái chương trình hướng về cộng đồng như này. Qua những cái chương trình này thì đoàn viên thanh niên cũng phát huy được tinh thần xung kích, góp phần nhỏ bé về xây dựng nông thôn mới cũng như giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương. Tôi cũng mong đoàn khối các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức nhiều những cái chương trình hướng về cộng đồng như này để tuổi trẻ chúng tôi được tham gia và đóng góp được nhiều hơn nữa. Thông qua các hoạt động tình nguyện, đoàn khối các cơ quan tỉnh mong muốn tạo môi trường để các đoàn viên thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và có nhiều kinh nghiệm thực tế, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Giàng Xeo Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mản Thần, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Giàng Xeo Châu sinh ra và lớn lên ở huyện Simacai, 31 tuổi, dân tộc Mông. 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, anh đã tình nguyện xin tham gia dự án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo của cả nước và trở về xã Mản Thần làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, sau đó phấn đấu trở thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mản Thần. Trong thời gian công tác tại xã Mản Thần, Giàng Xeo Châu đã có nhiều đóng góp trong xây dựng chương trình nông thôn mới. Trong 4 năm, anh đã vận động nhân dân hiến trên 10 hectare đất, trên 150.000 ngày công lao động, huy động được trên 22 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả để xóa đói giảm nghèo.
cuối tháng 2 năm 2017, xã Mản Thần đã được đón bằng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Simacai. Với những thành tích đó, Giàng Xeo Châu đã được bầu chọn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 trong lĩnh vực kinh doanh quản lý. Thưa quý vị và các bạn, mới bước sang tuổi 27, nhưng người thanh niên dân tộc Nùng ở thôn Cốc Cải Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã có một nền tảng khá vững chắc. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế đã giúp gia đình anh không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình. Sinh ra và lớn lên ở thôn Cốc Cải Thượng, một thôn vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Nậm Mòn, Thèn Văn Hường hiểu được sự cơ cực của thiếu thốn, lạc hậu của bà con nơi đây. Được sự giúp đỡ của tổ chức đoàn thanh niên, anh mạnh dạn đứng ra vay 100 triệu đồng từ ngân hàng nông nghiệp để làm chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay công việc chăn nuôi của gia đình anh đã đi vào ổn định và có bước phát triển tốt. Từ lúc bắt đầu kinh tế thì tôi thấy trong làng nó có xung quanh nó thấy nhiều người đầu tư được tôi cũng thấy tôi làm thì tôi mạnh dạn tôi đi vay vốn ngân hàng để tôi làm theo họ thì thấy làm nuôi lợn địa phương thì nó đạt yêu cầu trong những năm vừa qua. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi cùng với quyết tâm của tuổi trẻ, đến nay gia đình anh đã có từ 30 đến 40 con lợn đen bản địa. Bên cạnh đó, Hường còn tập trung quy mô nuôi thêm 300 đến 400 con gia cầm mỗi năm cho nguồn thu nhập khá. Không bằng lòng với những kết quả đạt được, hiện anh đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, trồng ngô hàng hóa để nâng cao thu nhập. Trong thời gian sắp tới thì tôi định mở rộng chăn nuôi với lại trồng cây cối. Cụ thể là bây giờ tôi định làm theo hai cái chuồng nữa, xong lại mua một số lợn đen về nuôi. Làm sao để cho là gia đình nó đỡ vất vả hơn. Trong những năm trở lại đây, Đoàn Thanh niên xã Nậm Mòn đã tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có mức thu nhập trên 50 triệu đồng một năm trở lên xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có mô hình nuôi lợn đen bản địa của gia đình anh Thèn Văn Hường. Đối với lại đoàn xã chúng tôi thì trong năm vừa qua thì thanh niên trên toàn xã rất là chú tâm trong phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đáng tiêu biểu nhất là đoàn viên Thèn Văn Hường ở chi đoàn thôn Cốc Cải Thượng, đồng chí đã rất là mạnh dạn vay vốn ngân hàng cũng như là mọi nguồn lực để chuyển đổi cơ cấu là chuyển sang mô hình nuôi lợn đen. Đấy thì là đồng chí cũng là một tấm gương tiêu biểu để cho chúng tôi giới thiệu với toàn thể các đoàn viên thanh niên trong toàn xã nêu gương đồng chí để học tập phát triển kinh tế. Dựa vào ưu thế của địa phương, bằng bàn tay, khối óc, sự cần cù chịu khó và ý chí quyết tâm thoát nghèo của bản thân, anh Thèn Văn Hường đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng trở thành tấm gương trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp cho các đoàn viên thanh niên học tập và noi theo. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà máy ấm tình thương cho chị Vũ Thị Thu Trang ở tổ 34 phường Pom Hán. Đây là ngôi nhà máy ấm tình thương thứ 45 được xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Gia đình chị Vũ Thị Thu Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân chị không có nghề nghiệp ổn định. Hiện chị Trang và hai con nhỏ đang phải ở nhờ. Trước hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ quỹ máy ấm tình thương. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân trong khu dân cư đã khởi công xây dựng cho chị Trang ngôi nhà cấp 4. Huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vừa trồng thí điểm hoa dã quỳ tại xã Y Tý, dọc theo tuyến đường từ trung tâm xã đến cầu Thiên Sinh. Đây là một trong nhiều nội dung nằm trong đề án du lịch 2016-2020 của huyện Bát Sát nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện Bát Sát, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Ngoài trồng hoa dã quỳ, huyện Bát Sát còn có kế hoạch bảo tồn, quy hoạch và trồng hoa đỗ quyên trong khu vực rừng già Y Tý. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới trung tâm thị trấn Khánh Yên. Với mục tiêu xây dựng thị trấn Khánh Yên trở thành khu đô thị mới, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ và hiện đại, tạo môi trường sống chất lượng cao. Theo đó, khu đô thị mới trung tâm thị trấn Khánh Yên có quy mô khoảng 22 ha,
với hạt nhân là khu trung tâm hành chính tập trung của huyện Văn Bàn, hình thành khu dân cư đô thị mới trung tâm thị trấn Khánh Yên. Tại lễ công bố, đa số các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch đều nhất trí với nội dung đề án, đồng thời mong muốn đề án sớm được triển khai, có phương án bố trí hợp lý chỗ ở mới cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hệ thống bến xe khách của tỉnh đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo sạch sẽ, văn minh, vậy nhưng từ nhiều năm nay, tại một số điểm giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn đang bị biến thành những bến xe di động. Hoạt động đón trả khách của các xe chở khách vẫn diễn ra rất phổ biến, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đầu đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, đoạn đường này từ nhiều năm nay đã bị biến thành một bến xe di động đón khách đi các tuyến Lào Cai, Sapa, Lào Cai, Lai Châu. Các xe khách đi qua đây thường đỗ khá lâu để đợi khách, gây ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động giao thông trên tuyến đường này. Thậm chí, nhiều xe khách còn đỗ hẳn trên bờ kè suối Ngòi Đun để đợi khách. Các lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý, vậy nhưng hoạt động này vẫn không hề giảm. Ở đây mà bình thường mà họ kiểm tra ấy, thì họ xử lý những xe nào? Này thì em không biết, họ toàn thu giấy tờ về phường thôi. Nhưng mà nếu mà những cái xe mà sau khi thu giấy tờ xong thì còn, họ có lại hoạt động trở lại không hay là họ nghỉ? Vẫn hoạt động trở lại chứ, giống như bọn em bán nước là đuổi xong là chạy xong lại ra thế thôi, tao cũng thế. Xe ô tô kia cũng thế? Xe ô tô cũng thế. Họ cứ đuổi xong họ chạy đi một tí, họ lại chạy về, họ đỗ, làm gì có chỗ nào mà đỗ. Còn đây là khu vực đầu đại lộ Trần Hưng Đạo. Tại đây, các hoạt động đón trả khách của các nhà xe chạy tuyến Lào Cai đi các tỉnh miền xuôi vẫn diễn ra thường xuyên. Để đối phó với các lực lượng chức năng, các nhà xe đều cử người túc trực thường xuyên tại đây, sẵn sàng báo cho tài xế khi thấy có lực lượng kiểm tra, kiểm soát. Nhiều nhà xe thường đỗ xe tại các đường nhánh dọc đại lộ Trần Hưng Đạo, sau đó sử dụng xe taxi để đón khách đến điểm đỗ xe. Để giải quyết dứt điểm hoạt động xe dù, bến cóc, đón trả khách không đúng nơi quy định, hiện nay thành phố Lào Cai đang tiến hành thực hiện bước 1 là tuyên truyền cho các nhà xe thực hiện nghiêm túc các quy định về vận tải hành khách, tuân thủ việc dừng đỗ đúng điểm cho phép. Sau đó ngày 10 tháng 4 sẽ tiến hành ra quân đồng loạt, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Sau thời điểm mùng 10 tháng 4 thì những trường hợp đấy không chấp hành thì chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ liên ngành 24 để chúng tôi triển khai đồng loạt và cương quyết xử lý những trường hợp như vậy tái diễn. Và vấn đề nữa thì song song việc đó thì chúng tôi đề nghị Ủy ban tỉnh, đặc biệt Công an tỉnh sẽ sớm có cái nội dung phân công rõ ràng về cái việc các vị trí tuyến đường mà nằm quốc lộ nằm trong thành phố để thành phố có kế hoạch triển khai làm sao đảm bảo lập lại cái trật tự trong việc đậu đỗ xe theo quy định. Ra quân chấm dứt tình trạng xe dù bến cóc đón trả khách không đúng nơi quy định và thực hiện tốt năm văn minh đô thị 2017 là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được đặt ra. Đặc biệt năm nay, Lào Cai là đơn vị đăng cai năm văn minh đô thị Lào Cai Tây Bắc. Vì vậy, vấn đề này càng cần phải được đẩy mạnh, tạo ấn tượng tốt về một Lào Cai an toàn, thân thiện và mến khách. Tỉnh Lào Cai chúng ta là một cái khu du lịch cho nên tập trung rất nhiều các cái phương tiện giao thông và người dân rồi là du khách đến với Lào Cai. Thì chúng ta phải làm thế nào để an toàn cho du khách? Thế thì những cái nội dung liên quan đến xe dù, bến cóc, xe quá khổ, quá tải, an toàn cho các cái bến tàu, bến xe, thế rồi rất nhiều cái nội dung liên quan là chúng ta phải tập trung và chỉ đạo. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm văn minh đô thị, đặc biệt là tránh tình trạng ra quân rầm rộ, nhưng ngay sau khi hết thời gian ra quân, mọi vi phạm lại diễn ra bình thường, thậm chí là sôi động hơn. Từ năm nay, sau khi ra quân, các lực lượng sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các khu vực và bàn giao cho các xã phường quản lý. Khi đã giao về địa phương thì sẽ tiến hành đánh giá chấm điểm, lấy đó làm một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới có rất nhiều phần việc mà người dân tự làm. Ở mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo, khơi dậy tinh thần chủ động, tự giác của mỗi hộ gia đình. Ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, người dân đã tự góp tiền để xây hố xử lý chất thải sinh hoạt, không quá tốn kém mà lại giúp môi trường sống được trong sạch. Đây là những thợ xây không chuyên được người dân thôn Xín Trải tín nhiệm giao cho nhiệm vụ xây lò đốt rác.
Toàn bộ vật liệu là gạch, xi măng, cát và sắt đều được ứng trước của đại lý. Sau khi xây xong, nhân dân sẽ họp bàn, thống nhất chi phí xây lò đốt rác theo số hộ đăng ký đưa chất thải đến đốt. Tổng kinh phí xây lò đốt rác này khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng. Vì vậy, tính ra, mỗi hộ cũng chỉ đóng góp từ 150 đến 200.000 đồng. Cách làm này sẽ thay thế hoàn toàn số hố rác tại mỗi hộ gia đình đã được vận động đào trước đây nhưng không mang lại hiệu quả. Chúng tôi vận động bà con, người ta ủng hộ lắm, người ta vui vẻ. Và cứ làm xong đi, chúng tôi đang tính đến nước là làm xong. Sau đó chúng tôi mới kê khai ra cái này hết bao nhiêu, cái kia hết bao nhiêu, trình cho bà con xem này, thu bà con. Trung bình mỗi thôn có 2 lò đốt rác được đặt tại trung tâm nhóm hộ sinh sống. Xây lò đốt rác thay cho việc đào hố rác được thực hiện đầu tiên tại thôn Pờ Trồ, thôn trung tâm của xã Thanh Bình, cách đây 3 tháng. Khi thấy hiệu quả, các thôn tự học tập làm theo trên tinh thần tự đóng góp, tự quyết định. Cháy được thì ông trong vứt cái lò đốt để đốt, rất là đẹp cảnh quan cho làng xóm, một hai là thôn bản sạch sẽ. Thứ nhất, cái thứ hai mà trong đó mà trong gia đình tiết kiệm được những cái gì thì nên để nhà tiết kiệm để bán phế liệu, phế phẩm. Thế nên cái đốt được cho nó tập trung nó rác của khu trung tâm này. Giữa hàng tuần thì có phải thu dọn và đốt. Thế là nào cho nó sạch sẽ, nó không mùi hôi ám gì cả. Xây lò thì tiện lợi nhất là mình cứ quét đến đâu thì mình lấy cái kỳ hoặc là cái gì đi vào dọn vào một chỗ xong vào cái lò rác xong là mình đốt. Bao nhiêu một cái thì mình vẫn cũng phải nhiệt tình mà để đóng góp xong là làm cái vệ sinh môi trường này là càng sẽ càng đẹp chứ. Xã Thanh Bình hiện đã hoàn thành 10 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với những cách làm sáng tạo, các tiêu chí còn lại đang được người dân nỗ lực thực hiện cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017 theo như đăng ký. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 3, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiều địa phương trong tỉnh như xã Y Tý, huyện Bát Sát, thị trấn Sapa, mưa đá với cường độ nhẹ, hạt nhỏ nên không gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, tại huyện Mường Khương, vào đêm ngày 17 rạng sáng 18 tháng 3, mưa to kèm theo dông lốc, có nơi xuất hiện mưa đá đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương, đến 10 giờ ngày 18 tháng 3, thiên tai đã làm đổ 17 mét vuông tường xây và tốc 80 tấm lợp nhựa của một hộ dân tại tổ dân phố Na Khui, thị trấn Mường Khương. Tốc mái làm dập vỡ 400 tấm lợp rô xi măng của 18 hộ dân xã Tả Gia Khâu và 80 tấm rô xi măng của nhà văn hóa thôn Khẩu Na, xã Nấm Lư. Tốc 70 mét vuông mái tôn nhà thư viện, điểm trường chính, trường tiểu học xã Nậm Chảy, làm hư hỏng một bộ âm ly, hai loa và ướt sách trong thư viện. Thiên tai cũng làm dập nát, hư hỏng 80% cây giống ớt, đổ 3 hecta cây tam giác mạch tại xã Pha Long, 8 hecta đậu tương xuân và 2 hecta rau cải, bắp cải của nông dân xã Tả Gia Khâu, ước giá trị thiệt hại 170 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục, giúp đỡ nhân dân. Sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm 17 tháng 3, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội Vùng Tây Á của Liên Hợp Quốc, bà Rima Khalaf, đã đệ đơn từ chức. Động thái này diễn ra sau khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres yêu cầu bà phải rút lại báo cáo cáo buộc Israel áp dụng chế độ phân biệt chủng tộc đối với người Palestine. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Staffan Dujarric cho biết bà Rima Khalaf đã đệ đơn từ chức và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã chấp nhận đơn từ chức của bà Khalaf sau khi yêu cầu bà này gỡ bản báo cáo khỏi mạng Internet. Ông Dujarric nói rằng báo cáo trên được công bố mà không có sự tham vấn với Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Nguyên nhân ông Guterres chấp nhận đơn từ chức của bà Khalaf không phải vì vấn đề nội dung bản báo cáo, mà do ông không thể chấp nhận bất kỳ quan chức nào của Liên Hợp Quốc được phép tự ý công bố các nội dung dưới danh nghĩa của tổ chức này. Bản báo cáo trên có nội dung nói rằng Israel đã thiết lập một chế độ phân biệt chủng tộc đối với toàn bộ người dân Palestine thông qua việc chia tách chiến lược họ thành 4 nhóm để đàn áp. Israel đã cực lực bác bỏ cáo buộc trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel đã so sánh báo cáo trên với luận điệu tuyên truyền chống Do Thái của Đức Quốc xã. Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel cũng cho rằng bản báo cáo trên là sự xúc phạm đối với Israel.
Trước đó, ngày 16 tháng 3, Ủy ban Kinh tế Xã hội vùng Tây Á gồm 18 nước Ả Rập đã công bố báo cáo và cho rằng đây là lần đầu tiên một tổ chức của Liên Hợp Quốc đưa ra cáo buộc rõ ràng như vậy đối với Israel. Về phần mình, bà Khalaf đã xác nhận việc đệ đơn từ chức và cho biết báo cáo đã được gỡ khỏi trang mạng của Ủy ban này. Ngày 17 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Davao, miền Nam Philippines, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Carlos Dominguez. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và chứng kiến lễ ký một loạt các thỏa thuận hợp tác song phương. Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết Bắc Kinh mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Manila trong việc thúc đẩy tự do thương mại và mở rộng các hoạt động giao thương giữa hai nước. Ông Uông Dương cũng bày tỏ sự vui mừng khi lãnh đạo Trung Quốc và Philippines chủ trương thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước, tập trung vào hợp tác hữu nghị và phát triển. Ông nhận định, hợp tác giữa Bắc Kinh và Manila trong các lĩnh vực then chốt thời gian qua đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Philippines đang trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn của nhiều công ty Trung Quốc và ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch tại Philippines. Cũng tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Carlos Dominguez đã chứng kiến lễ ký kết một chương trình hợp tác phát triển về thương mại và đầu tư kéo dài 6 năm giữa hai nước. Đây là một phần trong chiến lược của Philippines nhằm thu hút sự tham gia của Trung Quốc với vai trò là đối tác nhập khẩu các sản phẩm nông thủy sản của Philippines, đồng thời là chủ thầu và nhà đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia Đông Nam Á này. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đang có chuyến thăm Philippines kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một lãnh đạo Bắc Kinh kể từ khi hai nước tìm kiếm mối quan hệ hợp tác mới sau nhiều năm sóng gió liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hơn 160 năm qua, cộng đồng người Maori tại New Zealand đã đấu tranh để con sông Wanganui được chính phủ thừa nhận có tư cách pháp nhân rõ ràng. Mới đây, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự thảo luật công nhận con sông Wanganui như một thực thể sống. Đây là tài nguyên thiên nhiên đầu tiên trên thế giới được trao tư cách pháp nhân như con người. Sông Wanganui là con sông dài thứ 3 tại New Zealand. Người Maori cho rằng sông Wanganui là chỗ dựa tinh thần rất quan trọng đối với người dân bộ lạc. Con sông được cho là có suy nghĩ, có cuộc sống và linh hồn như bao người khác. Giờ đây, nó sẽ được đại diện bởi một thành viên từ bộ lạc Maori và một thành viên chính phủ. Điều đó đồng nghĩa với việc con sông sẽ được ủy quyền và có tư cách tham gia trong các vấn đề pháp lý. Chính phủ New Zealand cũng đã quyết định sẽ đóng góp 30 triệu đô la Mỹ, khoảng 684 tỷ đồng để bảo tồn và cải thiện dòng sông này. Những người yêu thích sách trên toàn thế giới vừa có cơ hội tham gia hội chợ sách quốc tế 2017 được tổ chức tại thủ đô London của nước Anh. Diễn ra trong tuần này, hội chợ đã thu hút sự tham gia của hơn 130 nước trên thế giới. Đây không chỉ là cơ hội để các công ty, nhà xuất bản tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh, mà còn là nơi học hỏi, bổ ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực xuất bản và những người yêu sách. Tham gia hội chợ có rất nhiều hội thảo bổ ích như hướng dẫn cách tìm tài trợ cho xuất bản, cách đánh giá một bản hợp đồng xuất bản, cách chuyển thể các tác phẩm văn học ra tiếng nước ngoài, cách để tiếp cận với thị trường Trung Quốc hoặc các cách để bán được sách trên đất Mỹ. Thị trường được hội chợ năm nay chọn làm điểm nhấn để giới thiệu là các sách của Ba Lan. Bên cạnh việc ký kết các hợp đồng của các nhà xuất bản, hội chợ còn là nơi giới thiệu các đầu sách mới, gồm nhiều thể loại như văn học, khoa học, sách trẻ em. Đây cũng là nơi để các nhà dịch giả, tác giả, các nhà báo và những người yêu thích sách gặp gỡ trao đổi về những ý tưởng hợp tác, kinh doanh hay cùng nhau đàm luận về những tác phẩm mới. Một trong những sự kiện được chú ý tại Hội chợ sách London 2017 là hội thảo bàn về tác động của Brexit đối với ngành xuất bản của Anh. Các diễn giả tại hội thảo Brexit tin tốt hay xấu cho ngành xuất bản đều chỉ ra rằng khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì tiếng nói của Anh trên một số vấn đề như bản quyền, sở hữu trí tuệ tại EU sẽ giảm đi. Tuy nhiên, các diễn giả đều cho rằng Brexit sẽ là động lực để ngành xuất bản của Anh đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm các đối tác, thu hút các tài năng từ khắp thế giới theo tinh thần tự do thương mại và hướng ngoại. Hội chợ sách London do Hội đồng Anh và Hiệp hội các nhà xuất bản Anh đồng phối hợp tổ chức. Hội chợ sách quốc tế London năm sau sẽ diễn ra trong tháng 4 năm 2018 với điểm nhấn giới thiệu sách của các nước vùng Baltic. Hàng năm vào cuối tháng 3, hàng triệu du khách sẽ đổ về thủ đô Washington của Mỹ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hơn 3.000 cây hoa anh đào nở rộ. Tuy nhiên, năm nay thời tiết bất thường cùng bão tuyết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lễ hội này. Giới chức của Cơ quan Dịch vụ Công viên Quốc gia Mỹ cho biết,
chỉ riêng trong tuần này, giá lạnh đã làm hư hại một nửa số lượng hoa anh đào trứ danh tại đây. Theo đó, ngay trước thềm lễ hội hoa anh đào quốc gia, gió lạnh và bão tuyết cuối mùa đông cùng nhiệt độ cao kỷ lục trước đó đã khiến nhiều cây anh đào Yoshino nổi tiếng nở rộ. Trong khi đó, những cây anh đào Yoshino còn sống sót có thể nở hoa vào khoảng ngày 25 và 26 tháng 3, chậm hơn so với dự đoán ban đầu. Thời tiết không thuận lợi đã khiến nhiều du khách không khỏi thất vọng. Nhật Bản đã tặng Mỹ những cây anh đào này từ năm 1912 để tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước. Thông thường, lễ hội hoa anh đào hàng năm đều thu hút khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới thủ đô Washington tham quan. Một khách sạn được vận hành bằng robot từ lễ tân, nhân viên phục vụ đến bảo vệ thật là một điều khó tin. Vậy nên nếu muốn trải nghiệm cảm giác tận hưởng kỳ nghỉ trong một khách sạn như vậy, hãy cùng chúng tôi đến với thành phố Nagasaki phía nam Nhật Bản ngay sau đây. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Chúng ta đang đến với Henne, một khách sạn đặc biệt vừa được khai trương. Tại đây có nhân viên lễ tân là người máy thông minh với hình dáng của một chú khủng long mến khách thân thiện, hay những chú cá robot bơi lội tung tăng. Đây là khách sạn robot thứ hai được khai trương tại đất nước mặt trời mọc. Được biết, vị trí của khách sạn cũng là điều được nhiều người cân nhắc bởi nó gần với khu nghỉ dưỡng Disneyland. Đây sẽ là điểm dừng chân cho du khách sau khi ghé thăm công viên giải trí và khu nghỉ dưỡng. Hiện tại, khách sạn Henne có 140 chú robot thuộc 9 loại khác nhau và đảm nhận nhiều vị trí công việc như giám sát, dọn phòng, lễ tân và cả tạo niềm vui cho khách hàng. Mặc dù vậy, vẫn có một số người làm nhân viên để vận hành những người máy thông minh tại đây. Khách sạn Henne đang được điều hành và khai thác bởi một đại lý du lịch giá rẻ. Giá để bạn có thể trải nghiệm một ngày đêm tại khách sạn với sự phục vụ của các robot là 14.000 yên, tương đương với khoảng 2,8 triệu đồng. Dự kiến, khách sạn thứ 3 theo mô hình này sẽ được khai trương trong mùa hè sắp tới tại Nhật Bản. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.